Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang vừa phối hợp tổ chức kỷ niệm 75 năm chiến thắng Đèo Đại La ngày 1 tháng 1 năm 1947, ngày 1 tháng 1 năm 2022. Sau khi thực hiện nghi lễ đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm, các cựu chiến binh và đoàn viên thanh niên cùng nhau ôn lại trận đánh vang dội trên Đèo Đại La cách đây 75 năm. Ngày 7 tháng 1 năm 1947, địch huy động toàn lực mở trận tấn công lớn nhằm phá thế bị bao vây trong nội thành. Cánh quân đánh lây hướng này bị tiểu đoàn 19 và một đại đội của tiểu đoàn 18 thuộc trung đoàn 96 cùng dân quân du kích địa phương đã bẻ gãy trận tấn công, giữ vững được trận địa. Chiến công này đã ghi tên trong bảng vàng đấu tranh anh dũng của quân và dân Hòa Sơn trong cuộc đấu tranh vệ quốc dân tộc. Nhằm giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng cũng như giáo dục cho toàn thể cán bộ, hậu viên, đoàn viên và toàn thể nhân dân trên xã Hòa Sơn cũng như trên địa bàn của huyện nhà về cái truyền thống đấu tranh hào hùng của bộ đội ta và của dân của quân ta trong những năm tháng đầu kháng chiến chống Pháp xâm lược. Hôm nay thì cũng Hội Cựu chiến binh cùng với lại đoàn thanh niên kỷ niệm 75 năm ngày thành lập chiến thắng Đèo Đại La, thì với một người đã sinh ra tại mảnh đất quê hương thì cũng thấy rất là tự hào. Chúng con sẽ tiếp bước của cha ông. Việc Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên xã Hòa Sơn lần đầu tiên tổ chức ôn lại truyền thống chiến đấu anh dũng của quân và dân ta tại nơi giao tranh ác liệt cách đây 75 năm về trước là cách giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ một cách sinh động nhất.